Chào các bác, em lại giới thiệu các bác một cái siêu phẩm máy sưởi Panasonic nhé. Những cái con máy đẹp như thế này thì chắc là chỉ có đầu mùa thì em mới nhập được vài con thôi. Còn vào mùa thì thật sự những cái con máy như này thì em nghĩ là không đến lượt em nhập về để bán. Vì cái nhu cầu khi vào mùa nó rất là cao. Đấy. Một con sưởi mà nó như mới tinh, những con này nếu mà gọi là mà có cái hộp giấy ấy các bác thì mình phải nói nó là con máy mới, gần như mới tinh luôn, phải nói nó đẹp, đẹp đến nỗi không có từ nào để tả, gần như là bóc hộp các bạn nhìn có cái tem bên cạnh đẹp này, tem zin chuẩn chỉ của hãng đấy các bạn nhé, chưa bóc cái gì đâu, vẫn nguyên zin. Con này em bán là 3,6 triệu nhé, bảo hành 1 năm, điện 100V. Đối với cái hàng đấu giá này thì nó là siêu đẹp rồi, cho nên thì em cũng không so sánh giá với mấy cái con sáp hay là mấy cái con đời thấp vàng và xấu. Mấy con đấy thì các bác mua loanh quanh nó chỉ dưới 3 triệu thôi. Thế còn hàng này thì đúng là tiền nào của đấy, dành cho các bác nào mà thích cái đẹp, mình thích chịu chơi chịu chi cho nó đấy. Chứ còn để mà dòng này bảo rẻ thì nó cũng không thể là rẻ như các cái dòng hàng bãi được đâu các bác nhé. Đấy. Các bác vừa quay thì các bác thấy cái đèn này này, nó nhấp nháy. Nếu mà đèn này là đèn cảm biến phát hiện người thì em sẽ nói nhé, để em quay qua hình thức cho các bác này, nó mới kinh khủng luôn, mới như bóc hộp, gần như không một vết mũi đốt các bạn, nó là không vết mũi đốt luôn, nó quá mới. Đây, mới đem nát tất cả mọi thứ này. Vào mùa thì cái máy này nó thật sự các bác là gần như là rất khó nhập, không nhập nổi. Mới kìa các bạn, mới kinh khủng luôn, bình nước mới cứng cựa các bạn nhé, khay nước này các bạn như mới tinh luôn. Cái con phải nói là nếu mà nó với hàng đấu giá lướt thì nó đẹp dã man. Máy sửa gốm Nhật, năm sản xuất 2018, điện 100V nhé các bạn nhé, hàng Nhật zin, dây dợ mới cứng cựa này, đẹp hơn cả hoa hậu luôn. Đây máy sưởi gốm Nhật bù ẩm. Đây, các bác có thể để tay đây thoải mái nhé. Người ở nhà dùng sưởi cái này nó ấm như là các bác dùng cái điều hòa treo tường hai chiều của Nhật. Đấy, nó ấm nhưng không gây bỏng, không gây khô da, không kích ứng da, không làm viêm mũi các bác. Đấy, sưởi thoải mái tay đây các bác, không sợ bỏng luôn nhé. Nhà có trẻ con không sợ, máy này đổ tự ngắt các bác, nếu mà đổ tự ngắt nhé. Đấy. Đây bây giờ sẽ giới thiệu chức năng của nó là cái cảm biến phát hiện người này các bác này. Cảm biến này chức năng tiết kiệm điện. Đấy. Nếu mà không phát điện, không có người trong phòng di chuyển, tự động tắt đèn này và giảm chức năng sưởi. Đấy. Đấy là cái chức năng tiết kiệm điện nhé. Công nghệ nano khử khuẩn. Vâng anh ạ. Công nghệ nano trang bị, công nghệ nano khử khuẩn, nó như là cái máy lọc không khí luôn. Tem này 600ml trên giờ 2000W. Đây là chức năng của nó nhé. Cái này là tắt bật nano này, tắt bật cảm biến phát hiện người này. Đây này. Hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật. Hai chế độ sưởi, một chế độ sưởi yếu, chế độ sưởi liên tục. Và đặc biệt cái chế độ này là cái chế độ chạy theo cái cảm biến của phòng. Nhiệt độ phòng nó đủ thì nó sẽ ngắt theo cái hai cái mức này. Và cái chế độ bù ẩm này, khi bật bù ẩm này không có nước thì báo lên con này. Đấy, nếu bình thường không dùng sưởi thì mình có thể độc dùng cái máy này thay cho chức năng sưởi bù ẩm được luôn. Đấy. Nó như thế. Con nào này quá mới luôn. Đây hai cái số điện thoại dịch các bác nhá. Bác xem kênh thì xem xin mới đăng ký kênh. Đấy, mới cứng cựa. Chào các bạn.